Em đang có mặt tại xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đây trước mặt quý anh chị là chỗ công viên trước cửa Ủy ban dân xã Bình Phan nha quý anh chị. Mình đi thẳng một hướng thì mình theo cái hướng này thì mình về trung tâm huyện Chợ Gạo khoảng đâu đó một cây số nha quý anh chị. Còn hướng này mình vào lô đất em đang muốn giới thiệu cho quý anh chị là một cái lô đất ngang là 8m, dài là 51m nha quý anh chị. Mặt tiền đường đá, xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ là vô vi vu nha quý anh chị. Diện tích của nền đất là 433m2 nha quý anh chị. Đất quay về hướng chính nam, ngang 8m, dài 51,7m nha quý anh chị. Phía xa có đường thoát nước. Rồi em sẽ review từ chỗ Ủy ban dân xã Bình Phan về đến lô đất của mình. Giá của gia chủ đưa ra hiện nay thì 390 triệu nha quý anh chị. 390 triệu có bớt lọc cho quý anh chị nha. Bao sổ cho quý anh chị luôn nha quý anh chị, bao thuế luôn. Cách trung tâm huyện Chợ Gạo tầm khoảng 2,5 cây số là mình tới ha. Rồi em sẽ chạy vào đất cho quý anh chị mình theo dõi ha. Đây là trước cửa Ủy ban dân xã ha quý anh chị. Đây là con sông, trước là có con sông luôn. Rồi mình đến đây là chợ, đây là trạm y tế, đây là chợ Bình Phan. Đây, xung quanh đây là khu vực chợ, trường học phía trước luôn nha quý chị, bên tay trái ha. Đây là chợ Bình Phan ha quý anh chị. Rẽ tay phải thì mình về qua cây cầu thì mình về đường huyện. Mình đụng con đường nhựa Bình Hưng Bình Phan ha. Đường này mình rẽ tay phải mình về cây xăng Mười Công nè quý anh chị, rẽ đi ra quốc lộ 50. Ra quốc lộ 50 theo con đường này tầm khoảng 1,5 cây số là mình ra quốc lộ 50 nha quý anh chị. Rồi đường vào lô đất của mình là đường thẳng luôn, đường đan này nha. Đường đan này lớn lắm. Đường này là đường Bình Thọ Đông Bình Ninh. Cái lô đất của mình là ấp Bình Ninh, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha quý anh chị. Thì khu vực này xe 4 chỗ, 7 chỗ, xe trọng tải lớn chạy vẫn được nha quý anh chị. Đường 3 tấn rưỡi lận. Đó, qua tới khúc này là mình rẽ tay phải là mình tới rồi nè quý anh chị. Thích hợp cho quý anh chị mình ở định cư, ra riêng cho con, đầu tư lên thổ cư để cất nhà, giá này hợp lý luôn quý chị. Ở đây lúc trước em giới thiệu ba nền, và nền này nền lớn gia chủ đã bán và là rào lưới xong rồi. Bây giờ còn nền 8m nha quý anh chị. Nền này ngang đây 8m nè. Đó, sâu vào là 51m, cây lâu năm từ vị trí cái lưới rào này ha, vị trí lưới rào này qua là 8m nha, có cái trụ ranh luôn quý anh chị. Ở đây có cái mương thoát nước, phía rãnh thoát nước công cộng phía sau luôn, phía sau đất mình. Phía trước đất mình là hàng me nè, ngôi nhà điện rồi kéo vào tới đất luôn nè quý anh chị. Đây có trạm bơm chống thoát nước cho quý anh chị. Đó. Bơm này của đất phía chỗ vườn dừa ha. Ở đây có bầy cá nữa nè.
cá rồng rồng, cá lóc. Tổng diện tích của khu đất mình là 433 m², đất cây lâu năm, cách trung tâm của huyện Chợ Gạo đâu đó tầm khoảng 2 cây số là mình tới nha. Khu vực này là dân cư hiện hữu nha quý anh chị. Đây khu vực dân cư hiện hữu quý anh chị thấy ha, trong ảnh màn hình nữa quý anh chị. Cái từ vị trí này quý anh chị mình ra quốc lộ 50 khoảng 2 cây rưỡi số, về thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 1 giờ rưỡi xe là quý anh chị mình tới, về Mỹ Tho tầm khoảng 25 phút nha quý anh chị. Khu này thì đất cao ráo, bằng gần bằng với cái mặt đường đá này nha quý anh chị. Đường đá ô tô 4 chỗ, 7 chỗ Vivo, đường điện nước, wifi đồ đã kéo tới đất luôn rồi quý anh chị. Đây cỏ hơi tùm xíu nhưng mà cái nền của mình là tương đối là cao rồi quý anh chị, không có mương ao gì hết nha. Phía sau thì rãnh mương, rãnh thoát nước tốt phía sau. Ranh giới rõ ràng, chủ sẽ bao sổ bao thuế cho mình luôn, 390 triệu giáp ranh với mình là vườn dừa Mã Lai, 390 triệu cho cái nền đất 8 nhân cho 51m7 là bằng gần bằng 52m đó. Thích hợp cho quý anh chị mình ở đầu tư ra riêng cho con. Đây, cái cọc ranh này hả quý anh chị. Qua đây 8m luôn, đầu 8m, đuôi 8m, rãnh nương thoát nước như em nói hồi nãy nè. Đó. Quý anh chị mình quan tâm khu đất này thì vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại 0973 267 524. Em sẽ gửi thông tin sổ sách thêm cho quý anh chị mình tham khảo. Sổ sẵn rồi quý anh chị mình có thể công chứng liền luôn ha. Rồi đến đây em xin kết thúc nội dung video. Hẹn quý anh chị mình ở những video tiếp theo của kênh ha.